Nên con xin chào quý vị khán giả và mọi người. Con tên là Huỳnh Tuấn Kiệt, năm nay con 10 tuổi, con học lớp 4 tại trường iSchool Gạch Giá. Hôm nay con xin kể về một người mẹ của con. Mẹ con, người chị nhiều đớn đau khi sinh con.